Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn có tin rằng có những người đi làm vì đam mê hay không? Tôi thì tin là có. Tuy nhiên nó là thiểu số. Còn đa số thì sao? Phần đa số trong đó có tôi nha. Đi làm thì luôn quan tâm đến tiền lương. Điều này là hết sức hợp lý và bình thường. Bởi có thực thì mới vực được đạo phải không nào? Liên quan đến tiền lương thì có lẽ ai cũng biết có hai nhóm. Đó là tiền lương khu vực nhà nước và tiền lương khu vực tư nhân. Và câu hỏi đặt ra để giải quyết trong video ngày hôm nay đó chính là dự báo tiền lương năm 2022 sẽ như thế nào, có tăng hay không? Đầu tiên sẽ là tiền lương của khu vực nhà nước. Các đối tượng nhận tiền lương của khu vực nhà nước có thể kể đến như là cán bộ, công chức, viên chức. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, bãi bỏ lương cơ sở, áp dụng 5 bảng lương mới từ năm 2021 theo vị trí việc làm. Tuy nhiên, sau đó Ban chấp hành Trung ương các khóa 12, 13 đã lần lượt thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ thực hiện cải cách tiền lương, cộng với những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nên dự đoán tiền lương năm 2022 của nhóm khu vực nhà nước vẫn sẽ thực hiện theo lương cơ sở như hiện tại, với cách tính được áp dụng xưa nay, đó là tiền lương bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng trên một tháng. Mức lương này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và 2 năm 2020-2021 đều không tăng. Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện cải cách tiền lương mà còn ảnh hưởng đến mức lương cơ sở. Thay vì tăng hàng năm như thường lệ thì đã 2 năm rồi chưa tăng và dự đoán năm 2022 nhiều khả năng cũng sẽ không tăng. Đây cũng là nhận định trước mắt của chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường khi phát biểu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Như vậy, nhiều khả năng tiền lương năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức sẽ không tăng. Đây có lẽ là một tin không vui với nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, chúng ta hãy nghĩ dưới một góc độ tích cực hơn, đó là họ vẫn được nhà nước đảm bảo tiền lương và có việc làm, thay vì có thể sẽ đối mặt với việc thất nghiệp nếu làm ở khu vực tư nhân. Tiếp theo là đối với khu vực tư nhân. Đối với khu vực tư nhân thì mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Mức lương tối thiểu vùng hiện nay được áp dụng từ năm 2020 theo Nghị định số 90 năm 2019 của Chính phủ như sau. Mức 4.420.000 đồng trên một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. Mức 3.920.000 đồng trên một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2. Mức 3.430.000 đồng trên một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3. Mức 3.070.000 đồng trên một tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4. Và tương tự như mức lương cơ sở, với ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên nền kinh tế, việc tăng lương tối thiểu vùng ở thời điểm này sẽ tăng thêm gánh nặng đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh các chính sách đang dồn toàn lực để cứu sống, vực dậy các doanh nghiệp gặp khó khăn, thì việc ra một chính sách làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp là đi ngược với chủ trương của Chính phủ. Vì vậy, dự đoán trong năm 2022 sắp tới, mức lương tối thiểu vùng cũng sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại. Trên đây là toàn bộ thông tin về tình hình tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự kiến vào năm 2022. Và xin phép được nói rõ, đây chỉ là dự đoán của chúng tôi dựa trên tình hình ngân sách cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế mà thôi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác, các bạn hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.